chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Năm 2018, thị trường chứng khoán chờ đợi các sản phẩm mới nào, chứng quyền có bảo đảm, đấu giá cổ phần theo phương thức dựng sổ hay hợp đồng tương lai trên sản phẩm trái phiếu chính phủ. Những sản phẩm mới được kỳ vọng, những định hướng sản phẩm mới trong năm 2018 là gì? Tất cả sẽ có trong chương trình chứng khoán cuối tuần này. Sau sản phẩm chứng khoán phái sinh được vận hành vào năm 2017, thì sản phẩm chứng quyền có bảo đảm đang được các nhà đầu tư chứng khoán chờ đợi trong đầu năm nay. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị một cái nhìn rõ hơn về ưu nhược điểm của sản phẩm này cũng như là cách thức đầu tư. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sản phẩm này về cơ bản, các thủ tục pháp lý, văn bản hướng dẫn đã hoàn tất và đang test hệ thống thử nghiệm với các công ty chứng khoán. Phần chứng quyền có bảo đảm thì theo như lộ trình Ủy ban Chứng khoán đã công bố thì chúng tôi sẽ dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào khoảng cuối quý 1 năm nay. Thì hiện nay về cái công tác chuẩn bị các cái khung pháp lý cho thị trường thì đã hoàn tất. Ủy ban Chứng khoán đã chấp thuận quy chế cũng như là chấp thuận các quy chế của Sở và VSD. Ngoài ra các cái chính sách hỗ trợ thị trường như là chế độ kế toán, hướng dẫn về thuế thì đều đã hoàn tất. Và cái công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng từ phía hồ sơ thì cũng đã được kiểm thử với các thành viên thị trường. Do vậy cho nên chúng tôi cho rằng là cái lịch trình cho ra mắt sản phẩm này cũng sẽ như dự kiến là vào khoảng cuối quý 1. Có thể nói Cover Warrant là sản phẩm đầu tư, vừa là công cụ quản lý rủi ro với chi phí hiệu quả. Sản phẩm này có cách thức giao dịch giống như cổ phiếu và không bị hạn chế bởi tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài, nên hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. Hiệu ứng đòn bẩy cao và giao dịch dễ dàng, chứng quyền có bảo đảm là một sản phẩm phù hợp với các nhà đầu tư ưa thích rủi ro. Trong đó, tác động đòn bẩy chính là điểm hấp dẫn nhất của sản phẩm. Với chi phí ban đầu, mua Cover Warrant chỉ bằng một phần rất nhỏ, khoảng 10% so với giá trị của cổ phiếu cơ sở, nhà đầu tư có thể đạt được mức biến động giá tương đương như đầu tư vào chính cổ phiếu cơ sở đó, và tính chất đòn bẩy sẽ làm gia tăng tỷ suất sinh lợi cho nhà đầu tư. Như vậy, trong suốt thời hạn chứng quyền có hiệu lực, trường hợp giá cổ phiếu cơ sở biến động đúng như dự đoán, nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận rất cao so với khoản chi phí đầu tư ban đầu. Ở Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, thế thì thấy rằng là ở các thị trường phát triển như vậy, ví dụ như Hồng Kông hoặc là Đài Loan thì chứng quyền giao dịch, chứng quyền có tốc độ tăng trưởng rất là lớn và có thanh khoản rất là lớn. Nhà đầu tư thì họ giao dịch chủ yếu là giao dịch chứng quyền thay vì giao dịch chứng khoán cơ sở. Chứng quyền ở các nước này thì đều được thiết kế là với cái thị giá rất là thấp. Nếu mà tính ra ở Việt Nam thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1-2.000 Việt Nam đồng một chứng quyền. Và đây cũng sẽ là cái mức mà SI dự kiến sẽ phát hành cái giá của chứng quyền. Một điểm nữa là cái chứng quyền trong thời gian đầu thì nó tăng trưởng rất là nhanh do là cái sản phẩm mới và nó đáp ứng được cái nhu cầu của nhà đầu tư. Bên cạnh sức hấp dẫn được tạo ra bởi yếu tố đòn bẩy, nhà đầu tư cần hiểu được các rủi ro đi kèm trong giao dịch chứng quyền, đồng thời xác định được khẩu vị rủi ro của bản thân trước khi quyết định đầu tư. Như một tính chất luôn song hành, sản phẩm có tính đòn bẩy cao sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro. Ngoài việc khuếch đại lợi nhuận, tính đòn bẩy của Cover Warrant cũng có thể khuếch đại mức độ tổn thất khi giá của cổ phiếu cơ sở biến động ngược lại với dự đoán của nhà đầu tư. Nói cách khác, giá của chứng quyền sẽ biến động nhanh đối với các thông tin tốt, xấu của cổ phiếu cơ sở và theo đó mức sinh lời hay rủi ro đối với Cover Warrant cũng cao hơn. Thì ví dụ như với tỷ lệ đòn bẩy lên tới 1:10 chẳng hạn, thì bình thường là phải mất 100 tỷ để đầu tư vào một cổ phiếu nào đó, thì hiện giờ họ chỉ cần bỏ ra cỡ khoảng 10 tỷ là có thể đầu tư vào cổ phiếu đó. Đồng thời, quá trình đó thì họ cũng sẽ giới hạn được cái rủi ro của mình. Bởi vì đặc trưng của sản phẩm chứng quyền có đảm bảo có nghĩa là lợi nhuận có thể lên đến tối đa là không giới hạn, nhưng kèm theo đó là cũng giới hạn được cái rủi ro về mặt thua lỗ là tối đa chỉ bằng cái mức phí mà họ bỏ ra để mua cái chứng quyền đó mà thôi. Sở Giao dịch Chứng khoán đưa ra các quy định khá chặt với các công ty chứng khoán được phép phát hành chứng quyền có bảo đảm, ví dụ như giá trị vốn hóa lớn hơn 5.000 tỷ đồng, tổng khối lượng giao dịch bình quân phải lớn hơn 50 tỷ đồng mỗi ngày, do đó việc làm giá của các công ty chứng khoán này sẽ đòi hỏi chi phí cao hơn và khó thực hiện. Các chuyên gia nhận định, sản phẩm chứng quyền đi vào hoạt động sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư có chiến lược đầu tư ngắn hạn và mong muốn tỷ suất lợi nhuận cao. Một số nhà đầu tư có vốn thấp nhưng muốn tìm kiếm lợi nhuận dựa vào giá chứng khoán cơ sở thì có thể tham gia sản phẩm chứng quyền.
Năm 2017, thị trường chứng khoán phái sinh đã chính thức vận hành với sản phẩm đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số. Sản phẩm mới này giúp thị trường chứng khoán tăng trưởng cả về quy mô và thanh khoản. Tuy nhiên, để hoàn thiện cấu trúc của thị trường, cần có nhiều sản phẩm hơn nữa để đa dạng danh mục cho nhà đầu tư. Và dự kiến thì một sản phẩm phái sinh nữa là hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ sẽ sớm được vận hành trong năm nay. Vậy đó là sản phẩm như thế nào? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ là một loại hợp đồng tương lai có tài sản cơ sở, là một trái phiếu chính phủ. Tương tự như các loại hợp đồng tương lai khác, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ dự kiến sẽ được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sản phẩm mới này sẽ giúp hoàn thiện thị trường, đồng thời đa dạng hóa lựa chọn cho giới đầu tư. Sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Bond Futures sẽ được triển khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào khoảng tháng 8, tháng 9 năm 2018. Cái sản phẩm phải nói rằng là thêm và rất là quan trọng cho cái thị trường chứng khoán và thị trường tài chính của Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy rằng là đây là một cái sản phẩm mà nếu mà được áp dụng thì nó sẽ giúp cho cái hệ thống sản phẩm của thị trường chứng khoán Việt Nam nó ngày càng đầy đủ hơn, đặc biệt là đối với các thị trường chứng khoán phái sinh. Đối với hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, tài sản cơ sở là một trái phiếu chính phủ là chứng khoán nợ do chính phủ phát hành với thời gian đáo hạn từ 1 năm trở lên. Người sở hữu trái phiếu chính phủ thường nhận được lãi định kỳ, chẳng hạn mỗi 6 tháng hoặc 1 năm và được hoàn lại số tiền bằng mệnh giá trái phiếu khi đáo hạn. Một điểm cần chú ý đối với hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ là tài sản cơ sở của hợp đồng thường là một trái phiếu giả định với thời hạn và lãi suất định kỳ đã được ấn định sẵn. Nói cách khác, trái phiếu cơ sở của một hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ có thể được lựa chọn với những điều khoản không giống bất kỳ trái phiếu thực tế nào đã được phát hành và giao dịch trên thị trường. Với những đặc điểm này, một số chuyên gia cho rằng sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ phù hợp với các nhà đầu tư tổ chức hơn là cá nhân. So với cả những sản phẩm chứng khoán phái sinh khác mà hợp đồng trái phiếu như VN Index hoặc là Coverage Warrant chẳng hạn thì rõ ràng là nó sẽ thích hợp hơn cho các nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai của trái phiếu chính phủ nó sẽ thích hợp cho những tay chơi lớn hơn là những nhà đầu tư cá nhân, thích hợp cho với các phòng tự doanh cũng như các ngân hàng thương mại cổ phần hoặc là các tổ chức lớn. Tại vì thông thường thì nghĩ đến trái phiếu chính phủ là chúng ta phải nghĩ đến ngay những các ngân hàng thương mại cổ phần, các công ty về bảo hiểm. Đây là một trong những cái sản phẩm nó tương đối ổn định, ít biến động, ít có nhiều biến động. Do vậy các nhà đầu tư cá nhân sẽ không thích hợp với những sản phẩm như. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ nói riêng, thị trường phái sinh nói chung là một thị trường không giới hạn nhà đầu tư. Đối với trái phiếu chính phủ, nhà đầu tư cần có số vốn lớn. Tuy nhiên, đối với hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ thì nhà đầu tư không cần có quy mô vốn như đầu tư vào tài sản cơ sở. Trái phiếu chính phủ thì phù hợp với nhà đầu tư tổ chức hơn là đầu tư cá nhân, và thực tế thì không có nhà đầu tư cá nhân nào đầu tư trái phiếu chính phủ. Thế nhưng mà cái hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ thì lại phù hợp cho cả nhà đầu tư tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân, do cái tính chất của nó là nhà đầu tư có thể là có một cái số tiền ban đầu rất là ít, cái số tiền bị quỹ ban đầu rất là ít có thể tham gia vào thị trường. Thế tuy nhiên thì cái khác biệt là rất ít nhà đầu tư cá nhân có cái sự hiểu biết đầy đủ về các cái công cụ mà công cụ lợi như là trái phiếu chính phủ, và cũng có những cái hiểu biết mà cũng chưa đến mức sâu như về cái thị trường trái phiếu, thị trường lãi suất, cho nên là đây là một cái rào cản nhất định đối với các nhà đầu tư cá nhân. Do tài sản cơ sở của hợp đồng là một trái phiếu giả định, có thể không có sẵn trong thực tế, Sở Giao dịch nơi niêm yết hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ thường công bố một danh mục hay còn được gọi là rổ các trái phiếu được chấp nhận để giao khi đưa một mã hợp đồng ra thị trường. Việc xác định và thực hiện nghĩa vụ cụ thể của mỗi bên, cụ thể là bên mua và bên bán, trong giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ sẽ được căn cứ trên những trái phiếu thuộc danh mục này, chứ không chỉ phụ thuộc vào trái phiếu giả định mô tả trong điều khoản của hợp đồng. Để đầu tư vào sản phẩm mới này, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ cũng như bổ sung thêm kiến thức về chính tài sản cơ sở là trái phiếu chính phủ.
Ngoài ba phương thức bán cổ phần hiện hành là đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành, thỏa thuận trực tiếp của doanh nghiệp nhà nước, thì Bộ Tài chính mới đây còn đề xuất bổ sung phương pháp mới là dựng sổ, hay còn gọi là book building, để tiến hành bán cổ phần lần đầu IPO theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là thông tin đáng chú ý trong dự thảo nghị định về chuyển doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần của Bộ Tài chính, đề xuất quy định về bán cổ phần lần đầu, một phương thức bán vốn đã được áp dụng trên thế giới và kỳ vọng sẽ đem lại thành công cao hơn trong các cuộc đấu giá tại Việt Nam. Theo SCIC, cơ chế bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược hiện còn bất cập do nhà đầu tư chiến lược có nghĩa vụ phải cung cấp nhiều nguồn lực theo cam kết nhưng lại hạn chế, không được bán cổ phiếu trong vòng 5 năm. Mặt khác, hiện chưa có quy định các chế tài xử lý các nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết. Book building đã được nhắc đến từ lâu nhưng vẫn chưa được triển khai. Thì mong muốn ở đây là rồi chúng ta cũng thấy rằng là các hình thức thoái vốn thì nó đòi hỏi phải đa dạng và nó phải hội nhập, nó phải phù hợp với thông lệ quốc tế. Thì tại sao chúng ta lại cứ giới hạn và thiếu đi rất nhiều hình thức mà trong những trường hợp cần thiết thì chúng ta phải áp dụng. Như anh Bằng nói ngày xưa chúng ta kiến nghị cái trường hợp gì nhỉ? Book building đấy thì dựng sổ đấy. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Nó rất cần thiết cho những cái trường hợp mà ví dụ như nếu mà M&A sao? Bán tới trên 51% thì sao? Đấy là những cái vấn đề mà chúng ta không thể đem ra, chúng ta sử dụng các hình thức mà chúng ta hiện có bây giờ thì nó lại chưa chắc đã phải phù hợp và hiệu quả. Thế tại sao mà không đấy? Thì tôi cũng rất mong muốn là các cơ quan quản lý nhà nước sớm có những cái đó để chúng ta có thể sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả. Nó có khuôn khổ pháp lý, nó có cái quy định của pháp luật thì chúng ta thực hiện được. Thì vấn đề này thì Chính phủ đã thấy được và đã đưa vào trong cái nghị định 126. Và ngay cả thoái vốn và cổ phần hóa sẽ áp dụng cái biện pháp này. Hiện nay Chính phủ đang giao cho Bộ Tài chính, Bộ Tài chính giao cho Ủy ban Chứng khoán đang phối hợp với các đơn vị trong đó của chính nghiệp sớm nghiên cứu để trình ban hành trong cái quý 1 2018 để chúng ta áp dụng. Tất nhiên để triển khai cái này thì ngoài cái việc chúng ta hoàn thiện thể chế thì công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu, cho doanh nghiệp hiểu, cho các nhà đầu tư người ta biết để người ta chuẩn bị thì là một vấn đề rất quan trọng. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là trong quý 1 2018 đây thì công tác tuyên truyền sẽ phải tăng cường hơn, giới thiệu cụ thể hơn. Nhà đầu tư nước ngoài cũng biết rồi, nhưng nhà đầu tư trong nước cũng phải biết, người dân cũng phải biết, lãnh đạo doanh nghiệp phải biết thì để khi áp dụng vào là chúng ta thông suốt, tránh vấn đề mà nó không thông suốt thì nó dẫn đến vấn đề là không hiệu quả và có thể sai phạm. Thế thì đây là một trong những cái vấn đề mới thì cũng rất mong rằng tới đây thì các cơ quan báo chí sẽ hỗ trợ giúp cho Chính phủ Việt Nam để áp dụng được cái hình thức này. Thì đây là một phương pháp tiên tiến nhất để chúng ta đảm bảo bất kỳ cái phi vụ hay một thương vụ thoái vốn nào nó thành công mà đảm bảo được công khai, minh bạch. Theo Bộ Tài chính, phương thức dựng sổ để bán cổ phần này là một phương thức phổ biến trên thế giới, cần được nghiên cứu áp dụng trong quá trình cổ phần hóa. Phương pháp dựng sổ là quá trình tạo lập, tiếp nhận và ghi lại cầu của cổ phiếu của nhà đầu tư, tổ chức phát hành, sẽ thực hiện chào bán ra công chúng thông qua bảo lãnh phát hành. Theo đó, tổ chức bảo lãnh phát hành phối hợp với tổ chức phát hành, xác định khoảng giá dự kiến và dựa vào nhu cầu của thị trường trên cơ sở dựng sổ lệnh về nhu cầu mua của nhà đầu tư để xác định mức giá cuối cùng. Nhưng mà nó có thời điểm sôi động và những thời điểm không sôi động. Cái này nó phụ thuộc rất lớn vào chính sách điều tiết của chính phủ cũng như là các chính sách đi kèm để thúc đẩy cái quá trình cổ phần hóa. Thì như tôi đã nói là lúc trước là đến thời điểm này cái chính sách cổ phần hóa của Việt Nam ấy nó đã tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho nhà đầu tư nước ngoài để tham gia thị trường. Thứ hai nữa là quy mô của các đợt bán vốn nó đủ lớn để tạo nên cái sự hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài. Và cái thứ ba ở đây ấy là tài sản được đem ra bán, cụ thể là cổ phần của các doanh nghiệp được đem ra bán trong cái đợt thoái vốn từ năm 2017 đến 2020, phần lớn là những doanh nghiệp rất tốt. Trước đây cái việc bán vốn của Vinamilk chỉ được thực hiện ở những phần nhỏ bởi vì chúng ta thật sự là rất là quan tâm đến việc là giữ thương hiệu cho quốc gia hay là giữ các tài sản tốt cho quốc gia. Nhưng mà đến thời điểm này thì chúng ta đã có những cái gọi là định hướng rõ ràng hơn rất là nhiều. Ví dụ chúng ta sẽ không giữ công ty sản xuất sữa hay công ty sản xuất bia. Cái đấy nó dẫn đến cái việc là cái phương án bán và cái quy mô của đợt bán nó thay đổi rõ ràng và nhà đầu tư nhìn thấy cái xu hướng đó.
Ngoài ra, để phù hợp với tình hình thực tế, dự thảo nghị định cũng thay thế hướng dẫn việc xử lý số cổ phần chưa bán được. Theo đó, trường hợp không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần, ban chỉ đạo cổ phần hóa thực hiện bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa đã duyệt, đồng thời thực hiện các thủ tục để chuyển doanh nghiệp sang công ty cổ phần. Tuy số lượng cổ phần chưa bán được, cơ cấu vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh lại và thực hiện thoái vốn sau khi doanh nghiệp đã hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Những sản phẩm vừa rồi chúng tôi vừa đề cập dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2018. Hy vọng với những sản phẩm mới này, thị trường chứng khoán sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, không chỉ tăng trưởng nhanh về quy mô mà còn cả thanh khoản của thị trường. Còn bây giờ, chương trình chứng khoán cuối tuần này xin được khép lại tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.